Khả năng ô tô xin kính chào quý cô bác, quý chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Em chuyên mua bán những dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ, địa chỉ An Lão, Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Đó. Rất là nhiều những mẫu xe đã được bà con cô bác đến xem và mua và lấy về làm xe gia đình. Đợt này thì dịch giặc có vẻ nó đang bắt đầu rục rịch lại, thì anh em nào chưa có xe đi tránh dịch thì có thể liên hệ trực tiếp Khả năng qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe mình yêu thích. Ngày hôm nay em giới thiệu mọi người một chiếc Vios màu đen, số sàn động cơ 1.3, tên tư nhân biển Thái Bình, chiếc này đời 2015 và hiện tại thì bên em đang chào bán với giá 320. Vậy thì bà con cô bác nào cảm thấy 322 triệu à? 322 triệu anh em ơi. Đó, giá chính xác bọn em liên niết trên kính anh em nhé. Đây nhìn biết này, 322 triệu, đời 2015, động cơ số sàn, đó, đăng kiểm tháng 1 năm 2022, rất là dài miên man luôn, không cần làm gì cả, đổ xăng vào chạy. Dòng này động cơ 1.3, xăng nó chỉ rơi vào khuôn tầm 5 lít rưỡi đến 5 lít 8 đến 6 lít trên 100 km, hỗn hợp anh em nhé. Còn em đi trong phố thì nó rơi vào tầm 6 lít rưỡi là bình thường đó. Nhưng dòng Vios này là một trong những dòng thánh lành rồi. Sơn xi căng đét anh em không cần phải làm gì thêm. Sơn màu đen, tên tư nhân biển Thái Bình, biển khá là bắt mắt, 18936. Vậy thì bà con nào người Thái Bình có thể giữ biển, và anh em khác có thể rút hồ sơ thoải mái, hoặc là anh em cứ để biển này đi, ok hết. Cam kết của anh Hoàng Khả Đăng là chiếc này không có đâm đụng ẩm nước gì anh em nhé. Sơn xi căng đét rồi, nó có tất tươi mới, sạch đẹp. Không cần làm gì thêm, chỉ việc đổ xăng và là chạy thôi. Với mức tiêu nhiên liệu nó chỉ rơi vào tầm 6 lít quay đầu trên 100 km. Đó, chiếc đó, chúng ta hãy cùng ngắm cái chiếc Vios này. Mà sơn xi căng đét luôn, mà ốp option đầy đủ cho bà con nắm cửa này. Rồi thì cái lẹp đằng sau này, lẹp inox với cũng như cái lẹp nẹp đèn rồi, ốp inox đèn là đầy đủ rồi cho bà con này, nhìn cái form dáng rất là căng và sạch sẽ, đẹp đẽ. Cốp đang mở thì tiện em quay luôn phần cốp cho bà con cùng ngắm này. Đây, quay luôn phần đây anh em nhìn này. Đấy, còn nguyên zin nhé anh em nhé, chưa hề có xước sát gì, căng đét luôn. Nói chung dòng này về làm xe dịch vụ hoặc là xe hoa đám cưới, xe gia đình thì quá ok luôn, với giá tiền hợp lý vừa phải, 320 triệu. Các bác là người Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình rồi nhanh quanh khu vực Hải Phòng này, tầm 100 km Hưng Yên, Hải Dương các thứ, thì em làm trả góp cho các bác được nhá. Trả góp chiếc này thì anh em có tầm 150 là trả góp ngon rồi, 140 trả góp ngon rồi nhá anh em nhá. Chỉ có 140 là em có thể làm trả góp chiếc này cho bà con. Vậy thì bà con nào mà cảm thấy chiếc này nó phù hợp tiền mà chưa có tiền thì vẫn có thể làm trả góp, thì sang xem xe trực tiếp tại địa chỉ An Lão, Hải Phòng. Liên hệ trực tiếp Khả Đăng ô tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe Toyota Vios đời 2014, động cơ 1.3 bản Z. Bản Z thì nó khác bản E ở điểm là nó không có ABS thôi, còn lại là đã đầy đủ hết rồi nhá. Ví dụ như là đang đúc này, xi nhan gương tích hợp, hai túi khí. Đó, đầy đủ cho bà con rồi. Bản E thì đời 2015. Đời 2015 này, ở con này 2015 nhá, 2014 thôi anh em. Đời 2015 nhá, đời 20 bản E thì nó có giá là bây giờ hiện tại đời 2014 nó tầm 350. Đấy, 350, còn đời 2015 tầm 360 anh em nhá. Đó, chiếc này rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều, rồi hơn tầm 40 so với giá của bản E. Chỉ hơn nhau mỗi cái ABS thôi. Đấy. Thì máy nổ cực kỳ êm, nổ như không nổ. Chỉ có dòng Vios này nó rất là lành, cho cùng bà con cùng khám phá cái phần nội thất bên trong nhé. Đó, tất cả các tính năng hoạt động bình thường. Đó, có hai túi khí này, lưng độ kịch bản E luôn, anh em nhìn thấy không? Tapi hai màu, keo chỉ zin. Zin cả xe, không đâm đụng ngập nước nhé, cam kết viết tay bán cho bà con rồi. Chiếc này hiện tại thì chưa có màn hình, nhưng anh em nào lấy thì có thể là phải lắp đặt màn hình cho các bác. Đấy, gọi tay không bớt thì anh em lắp đặt màn hình cho bà con. Hai bên hai túi khí nhá. Đó, trần nỉ nguyên bản, đã bọc ni lông sạch đẹp rồi, vô cùng sạch đẹp luôn. Đó, anh em nhìn thấy ghế da này, ghế bọc da cũng rất là mới và cách tân rất là đẹp cho bà con cùng lựa chọn làm xe gia đình. Đó, hoặc là xe hoa đám cưới này. Đây, chúng ta cùng khám phá cái phần ghế ngồi đằng sau. Khá là rộng rãi. Dòng Vios này là dòng lựa chọn hàng đầu cho bà con khi anh em làm xe dịch vụ rồi. Đó. Dòng này mà làm xe hoa thì chẳng mấy mà hồi vốn anh em nhé. Mỗi chuyến xe hoa gần cũng phải 800 một triệu. Đấy, dán tí hoa nhựa nữa là làm triệu bạc. Đây, ngày trước em làm dịch vụ mà, em cũng chạy Vios. Em biết được cái dòng này nó rất là lành, cực kỳ lành luôn, cho bà con cùng lựa chọn làm xe dịch vụ với giá tiền hợp lý cho bà con. Đây, nội thất như này anh em nhìn thấy không, sướng không, rất là sướng luôn. Sơn xi căng đét, keo chỉ zin cả xe, máy zin nhá, máy zin số zin luôn, cam kết. Đấy,
cho bà con là không cần làm gì mà chỉ việc đổ xăng vào là hút thôi, với giá là 322 triệu đồng đã bao rút hồ sơ. Đó. Rồi chúng ta hãy cùng khám phá cái phần khoang máy, khám phá cái phần khoang máy nhé. Đó, máy nổ rất êm, nổ gần như không nổ, điều hòa mát buốt. Gương điện cụp xòe anh em nhé, gương điện cụp xòe này, đấy, anh em nhìn thấy cụp xòe chưa? Xin nhân gương tích hợp, gương điện cụp xòe rất đẹp, form thì giống nhau, đời 2015 này nhìn form nó mới, nó đẹp, nhìn nó cứng xe lắm. Bà con có thể sở hữu làm xe. Đây, đây là phần khoang máy cam kết là máy zin 100% nữa, chưa mở con ốc nào. Tất nhiên là cái phần ốc lắp này để mở để vệ sinh rồi hộc gió hoặc là cái phần ốc để nắp cái gì nhỉ, cái nọc dầu kia thì người ta phải tháo thôi, còn lại là zin hết nhá. Ốc từ ốc chân máy này, ốc cam này, đấy, đến với ốc bên trong này, bung di bung dung này chắc phải thay thôi, chứ còn bình thường là zin hết anh em nhé. Bên dưới phần hơi là zin hết nhá. Đó, không hề mất một phân nào. Cam kết bà con là phần keo chỉ cabo cũng như là cái phần đầu răng sắt xi này còn nguyên luôn, nếu đâm đụng cam bao chết hãng cho bà con, không hề đâm đụng một chút nào. Nếu đâm đụng thì em xin tặng xe này luôn. Ui ở đây, khi quạt gió nó dừng hoạt động phát anh em nghe tiếng máy nó nổ gần như không nổ luôn, êm nét căng luôn, không cần làm gì cả, đổ xăng mà chạy thôi. Với giá tiền hiện tại bên em đang bao rút hồ sơ rồi, ốc lỗ kỹ thuật cũng như là phần keo chỉ cabo nguyên zin, anh em nhìn không, nhìn rất là sướng, sạch đẽ, vô cùng sạch sẽ và đẹp với giá tiền hợp lý. Đó. Như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review cho mọi người xong. Xem đi bao nhiêu bạn nhé, nhiều bà con thích xem bao nhiêu bạn thì em cho mọi người xem luôn. 9 bạn 6 anh em ơi, 9 bạn 6 này. Đó, xe Vios mà anh em mua về bảo đi chơi thì vô lý lắm. Đấy, hầu như ai cũng phải có một thời gian làm dịch vụ xong người ta có tiền người ta mua xe khác, người ta đổi rồi, đổi công việc chẳng hạn. Đây, thì như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review cho mọi người xong một chiếc xe Toyota Vios đời 2015, đời 2015, tên tư nhân, biển Thái Bình, màu đen, sơn xi căng đét, nội ngoại thất tươi mới, không cần làm gì cả, đổ xăng và là chạy thôi, động cơ 1.3. Giá bán hiện tại thì bên em đang chào bán với giá là 322 triệu đồng đã bán rút hồ sơ, đời 2015 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em, xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau.